Là ông ba là trong những thành viên của ban trị sự, thì con xin hỏi ông ba một cái vấn đề nhỏ thôi. Dạ. Về cái đạo hạnh của thầy Thích Minh Tuệ trong thời gian qua đi mà bộ hành để học hỏi về tu học, chứ thầy không có nói là thầy đi tu chùa nào. Thì như ông ba suy nghĩ đó, mình theo cái cách của ông ba thì như sư Thích Minh Tuệ đi như vậy đó là được bà con ca ngợi, vậy là đúng hay sai? Dạ. Xin chào ba. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính chào cô bác, anh chị em trên cộng đồng mạng thân thương. Kính chào cô bác, đồng đạo trong và ngoài xã kính mến. Và kính chào các chú đã trước là đến đây để thăm sức khỏe của tôi. Dạ. Sau cũng tâm sự về vấn đề của sư Minh Tuệ tại. Dạ. Để mình trao đổi và trong sự kiến thức như thế nào để cùng. Dạ. Chia sẻ cho nhau trên bước đường tu tập. Dạ. Thì dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa với cô bác anh chị đó. Dạ. Thì hôm gài chúng tôi cũng có trao đổi rất nhiều clip. Dạ. Để mà chia sẻ cho nhau trong cái sự tu tập của chính mình. Dạ. Hôm nay các cháu hỏi thì chúng tôi cũng xin trao đổi một phần nào về cái sư và mình cũng phải lấy lời của Đức Thầy đó. Dạ. Để, của Đức Phật ngày xưa đó, để nói lại cho cô bác anh em trên cộng đồng mạng biết đâu là cái cơ duyên, biết đâu là cái phương tiện của thầy Minh Tuệ. Dạ. Và sự nhận thức của mình như thế nào thì mình không dám nói tương bốc. Dạ. Thật sự chỉ nói cái việc nhìn thấy thôi. Dạ. Thì trong giáo lý thôi ha. Dạ. Mong cô bác anh chị cũng thông cảm nếu trong thời gian chúng tôi trình bày trong cái clip này. Dạ. Thì có điều chi sơ sức thì ngưỡng mong cô bác anh chị quan hỷ, có bình luận thì chúng ta cũng bình luận với cái trách nhiệm bổn phận mà thôi, chứ không bình luận mà tưng bốc người này hay là nói nặng người kia. Dạ. Nó cũng đem cái sự là mất đi cái giá trị của quý vị, chứ còn đối với tôi là người tu thì tôi không có chấp chỗ đó. Dạ. Mong quý vị cũng mong quan hỷ. Thì kính thưa với cô bác anh chị đó, đạo Phật thì Đức Thầy đã nói rồi, Đức Thầy đã nói trong giảng rồi. Đạo Phật từ xưa đến nay luôn phân làm hai hạng người. Dạ. Một là hạng xuất gia, còn thứ hai là hạng tại gia. Dạ. Xuất gia thì chỉ có bên đạo Phật là nhiều. Dạ. Còn đối với xuất gia thì là giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo mà Đức. Dạ. Thầy là người đã chứng minh. Dạ. Thì nhận thức thì mình phải cũng có nhận thức một ít thôi, chứ còn nhận thức mà tưng bưng bóc như mấy cô mấy chú đó thì lần này chúng tôi không dám bưng bóc được, vì mình bưng bóc quá thì nó có lỗi với Đức Phật hay lỗi Đức Thầy hay lỗi với chư Bồ Tát sao, phải không? Dạ. Vì thế là mình chỉ nhìn thấy thôi. Thì cái việc mà mình thấy trên mạng đó thì sư Minh Tuệ ngày đi đó thì rất có nhiều cô bác là ủng hộ. Thì ở nói về ở trong đây thì mình ít có nghe ha, mà nói gì từ Thanh Hóa ra ngoài Hà Tĩnh của ngài đó. Dạ. Thì rất có nhiều người là quá sức tưởng tượng là đi theo. Dạ. Như đó mình nói thẳng đi, như là đi đến mà Hà Tĩnh hay gì đó. Dạ. Mà cái mấy chú công an phải vào cuộc đó. Dạ. Để mà chia sẻ cho sư Minh Tuệ nữa. Dạ. Thì cái đó thì mình đã thấy nó rõ ràng trước mắt. Dạ. Thì mình rất lấy làm vui, là vui là gì, vui là tại vì thầy đi thì nó đỡ đúng hơn, thầy đi là thầy đi học, học để mà ngày tu, thì trong nghe nó nói trong đó thôi. Còn sự hành đạo của ngài đó, ngài tu theo cái pháp môn nào hay là ngài nhận định như thế nào đi ngày đi thì mình không thấy trong cái giáo lý của Đức Phật đã có. Dạ. Thì mình cũng nói theo cái lời của mình thôi. Cũng như bây giờ các chú nên biết đó, cái người mà xuất gia đó thì người ta đủ cái phương tiện, vì mỗi người mỗi cái chí hướng. Dầu cho ngày xưa đó là các vị mà hoằng đạo sau Đức Phật thầy thôi, Tế An hay trước vậy đó, thì mỗi một vị giáo chủ, mỗi một chi bộ giữ Bồ Tát nào lên thế gian thì cũng đều có một phương hướng để hành đạo và truyền đạo hết. Mình không thể nói trùng lắp được. Dạ. Miếng trùng lắp thì trong đó đâu phải là một vị là chân tu bắt chước người ta sao, phải không? Vì thế mà từ cái ngày mà Đức Phật thầy Tây An ra đời đến hôm nay thì rất nhiều người không trùng lắp được đâu.
Còn việc tu tập thì dương ai thì nấy hưởng, thừa thọ hưởng. Thì hôm gài chúng tôi cũng có trình bày đó, chúng tôi không khi nào mà phê bình được cái sự việc mà sư đã đi khất thực ở trên trong núi hoặc ngoài đường lộ, mà chúng tôi chỉ là thương thôi, thương là thương cho những người đồng đạo, những người dân thôi. Bởi vì những người dân người ta không hiểu được cái phương pháp. Giả sử ngài đi đó, rồi có nhiều người quá quý mến công đức của ngài sao đó thì mình không hiểu cái lợi lại hoàng ngài đó, thì cái đó là thật sự là Đức Phật không cho. Nhưng mà mình thì mình chỉ nhìn thấy thôi, mình mới nói được trên này. Còn cái việc mà thầy có khuyên hay không đó thì đó ra mình không hiểu được. Thì mình cũng có thầm nghĩ trong tâm đó, mình cũng nói với mấy anh em trong đạo thôi. Nói ủa sao mà sư đi khất thực mà người ta lại nhiều, mà ngài có khi nào đó ngài có trình bày người ta hiểu rằng cái việc đó đúng hay là sai hay không, mà để người ta mà tung hô như vậy rồi nó có lỗi với bản thân của ngài thôi. Giả sử giờ này như hồi xưa nè, mình nói như là Đức Thầy, Đức Phật ngày xưa ngài đi ra đó, người ta kính lễ ngài mà hỏi đó, thì chỉ ra chắp tay A Di Đà Phật chào thầy là được rồi nha, không lại. Còn và nhiều khi người ta muốn lại với Đức Phật đó thì Phật cũng không cho, nó vì ngài thôi, ngài chỉ là một người hiện thân thế gian nha. Còn có lại là sau khi thầy ngài thành đạo thì ngài tùy duyên. Cũng như Đức Thầy mình đó, bây giờ giả sử như các cháu không biết thì các cháu lại kính lễ rồi lại luôn phải không? Chứ Đức Thật thầy không cho. Thầy nói dạ kính lễ thôi, dạ đúng rồi, kính lễ hai xá chứ chưa được ba xá nữa. Dạ. Cái đó là cái hạnh đức của người cho, để cho mình con, làm. Cho con nói là tại vì con có đi theo sư Thích Minh Tuệ, con đi theo được 4 ngày. Thì theo con để ý á, sau khi mà mấy người đi theo Phật tử á, là để đi theo thầy đó, thì lại á, thì con có nhìn thấy là khi mà Phật tử lại thầy thì thầy có chắp tay, nhưng mà cái thầy không có dòm vô thẳng mặt người đó, thì thầy cứ lật sang một bên cái tay chắp đi. Thì khi mà tao lại là thầy lắc cái mặt qua một bên là... đó, coi như là thầy không nhận cái đó là khiêm tốn vô người ha. Đúng rồi, thì cái đó là con chứng kiến tại đây, con có đi theo 4 ngày. Vì chỗ đó là mình chỉ thương là thương cho cô bác á, làm mất đi cái hạnh đức của ngài sau này thôi. Giả sử người tu người ta đâu có chịu, vì còn mấy người đồng đạo thì mình nói lên đó, cô bác đó nói lên cái người ta nói ta lại cái hạnh thôi. Mà mình lại cái hạnh cũng không được nữa, bởi vì đức cái việc làm của người đó người ta không cần, người ta chỉ làm sao để cho sau thời gian, sau thời gian kết thúc được cái sự hành đạo của ngài đó, cũng như Đức Phật ngày xưa vậy đó, thì ngài mới thể hiện ra cái tinh thần để người ta thấy. Chứ người ta không cần mình phải làm như cái thế này thế nọ vậy, để cho cái công đức của ngài nó tổn thọ đi. Thì mình biết như vậy đó, nhưng mà mình ở xa sẽ rất là đúng. Tại vì con cũng thấy rất là nhiều người á cũng có bình luận phản ánh cái vấn đề này. Nếu bà con có mến mộ sư Thích Minh Tuệ á, là mến cái hạnh của thầy đã đầu trần chân đất, đi theo cái hạnh Đầu Đà, trong cái 13 pháp tu của Phật ngày xưa, thì chúng ta chỉ nên chắp tay xá thôi. Đúng rồi. Còn cái quỳ lại là khi nào sư Minh Tuệ đạt thành chánh quả, đó là được tham thiền, mà cũng như là ngồi trên tòa sen rồi đó. Mình có lại thì cũng cái đó là quý rồi. Còn hiện nay bây giờ thầy đang đi học tu tập, chứ thầy cũng chưa hẳn là một nhà sư. Thầy chỉ là một cái người đó là đi là tìm đường học đạo. Cho nên thầy cũng có nói là tất cả bà con là thầy xưng bằng con, thầy không chưa gọi bà làm xưng bằng thầy. Thầy chỉ nói là con đi đang tu tập, đi học hỏi thôi. Và mọi người mến mộ đi theo con thôi, chứ con không có khuyên, con không có rủ. Chính vì thế mà mong rằng cô bác cũng nghe lời ông ba đây là trình bày, để là một cái là công việc mà ông ba nói nãy giờ đó là công tâm, không có nghiêng về ai, không có chê bai ai. Còn cái việc đó mình nói tiếp luôn đó, thì tôi cũng có khuyên đó nha, trên tiếp mà không biết mấy cô mấy chú có bắt được hay không, mà thì mấy ổng nói mình á, thì đó là tại vì mấy cô mình nghĩ thầm nghĩ rằng chúng nhân sinh mà thế gian thì không hiểu được như mình đâu. Mình đã tu rồi thì mình mới biết được cái chỗ đúng và chỗ sai. Rồi cho nên ở đây tôi cũng trình bày với mấy chú nó như thế này,
là tôi có nói rõ như thế này nè, cái clip mà tôi nói đầu tiên hết trơn á, cho cháu vàng, trên kinh cháu vàng đó. Thì nó nói nè, thì cái việc sư làm á, thì đó là sư biết. Còn cái việc mình ở đây là việc mình không thể nào mình bình luận được cái việc của sư. Giả sử hồi xưa giờ đó mình chưa thấy cái việc mà ngày xưa là Đức Phật đi như thế nào, thấy không? Hôm nay sư đi như thế này đó thì cái công hạnh của Ngài nó cũng có hơi là nhiều hơn cái thời gian của cái tăng đàn ngày xưa. Vì hồi xưa người ta đi nguyên tăng đàn, người ta có nơi, có chỗ, người ta ngồi, người ta nghỉ đâu đó, tối lại người ta làm gì vậy đó để chấp pháp, vấn đề tu tập. Còn cái việc là của Ngài thì mình không hiểu được, thì mình không nên là dùng lời này để kia để nói Ngài, đó là lẽ thứ nhất. Còn cái lẽ thứ hai đó, thì nói thật với các cháu đó, chú ba có trình bày rõ ràng. Tôi nói bây giờ chúng ta đó phải nói với những người mà đi theo đó, cố gắng mà dàn xếp lại cái việc của mình. Giả sử bây giờ đó mà kinh tế á, đâu phải là dễ kiếm đâu. Rồi mình thấy cái sự mà ham mộ của thầy đã đi đó, mà mình đi theo đó 5 ngày hay 10 ngày gì đó. Rồi khi trở về đó, tôi nói thẳng luôn á, khi trở về gia đình đó rồi ông chồng á, hay là bà vợ đi, bà buồn quá rồi bà không bà cằn nhằn á, ha, bà nói ông giỏi ha, bà giỏi, bà đi quá đi ha, rồi bữa nay gì ở đây nợ này ai trả cho mấy ông mấy bà đây, phải không? Vì chỗ đó đó, cho nên mình phải khuyên mấy cô chú thôi, là chúng ta đi một vài bữa đó chúng ta nên trở về gia đình, một là lo là tu tập, thấy ngày rồi đó thì mình phải tu tập những gì, bởi vì Đức Thầy đã nói ngày xưa đó, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải tu theo cách đó thì chúng ta mới đạt được mục đích cứu cánh và giải thoát. Cũng như hôm nay mà thà sư Minh Tuệ đi đó, thì trong nguyên nhân của sư Minh Tuệ đó, nó có một cái nguyên nhân của Ngài. Ngài ngồi thiền nhập định, Ngài suy tư những gì đúng với lương tâm của Ngài, Ngài mới làm. Ngay cho nên mình là một cư sĩ, và cư sĩ một tôn giáo đó thì không nên là tưng bốc người ta. Cái sự tưng bốc này là cũng có hại cho sư nữa. Giả sử giờ tôi là người tu chân tu tông đạo này đi, người tu tưng bốc quá đó, ngày mai biết đâu cái tâm của đức của sư như thế nào. Nó ổn cho sư không? Ông ý ông ba nói là sợ sư bị lạc ha. Dạ đó, bị gì trong tháng thì cái này đó, nó có, nó trong này nó đủ cái chuyện lạc hết á. Giả sử người giàu thương ngài quá, sau này đó ngài cũng bị cái tiền. Rồi những người mà tôn xưng ngài quá đó, ngài cũng bị cái danh. Bị gì ở đây Đức Phật ngày xưa ngài có nói rõ ràng rồi. Mà danh khả danh á, thì là phi thường danh. Cái danh của chúng ta là một cái danh phận giả tạm này, mà chúng ta để người ta tôn sùng mình quá nghĩ đó, thì ngày mai biết mình còn giữ được cái niềm tin trong buổi sa cơ mà mình đã mới tập tu hay là không. Cho nên ngày xưa Đức Phật không đi nhiều đó là do đâu? Là do ngài muốn cho tất cả là những tăng đoàn đó là có cái chỗ trụ lại cái tâm của ngài, mà như Đức Thầy đã dạy đó, tâm bình tĩnh thì được vị pháp huệ, thấy không? Thì mình là người tôn giáo nhưng mình chỉ nhận thức chỗ này để mình nói cho cô bác anh chị bên là đi theo ngài đó tĩnh tâm lại mà bớt đi thôi, chứ mình không xuyên tạc ông này. Mình xuyên tạc thì là mình đâu là phải gọi là người tu, kệ ta đi như thế nào ta đi, người ta ăn như thế nào ta ăn, cái đó là duyên của người ta. Còn mình bổn phận mình không có nói chỗ này được. Còn cái chỗ mà khuyên cô bác thôi đó, bị gì tôi có nói rõ ràng nha, nói đâu là nhắc lại nữa. Tôi nói nè cô bác ơi, mình có đi như vậy, cha mẹ mình ở nhà đó, mình biết mình có lại hay là không lại, mà mình cũng tôn kính ông bà cha mẹ mình như là thầy dạy không? Đức Thầy nó nói rõ ràng rồi, Thầy nói nè, mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Mình có nuôi cha mẹ mình trong những bữa cơm mà khi cha mẹ mình đã ốm hay không? Rồi vì hôm nay mình vì cái lòng ham mộ quá, mình đi như vậy đó, rồi ai là người ở nhà để quản dưỡng cha mẹ mình khi đau yếm, phải không? Tôi vẫn khuyên vậy thôi, chứ còn đối với cái thầy thì tôi không dám nói. Vì thầy là mình miễn mà thầy mà hạ mình xuống, thầy nói thầy chưa là một chưa có quy một cái tông phái nào đó, thì đó là tùy duyên ngài. Giả sử một người tu mà nói vậy thì mình thương ngài thôi. Giả sử mình không có một tôn giáo nào thì mình hơn Đức Phật sao? Nó cũng như Đức Phật ngày xưa nè, khi mà ngài đã đi đó, mấy chú đi
khỏi hoàng cung rồi ngày qua mà xong ni liên thiền vào rừng ngày tu đó, thì ngài cũng có người ta thấy được á, như cái ông mà thợ săn đó thôi, là một cư sĩ. Thầy nó hồi đó trong cái bài quyển năm thầy nói là giả tăng sĩ gợi lòng thái tử, nghe không, giả người tăng để mà chuyển hướng lời nói như thế nào, chỉ có tu mới thành cái gì á, thành chánh quả sao. Dạ. Cho nên đó là thái tử nghe được, thái tử mới lìa cung điền điện ngọc để ngài đi tu. Dạ. Còn hôm nay sư Minh Tệ dầu ngài đó hạ mình để nói cho mà cô bác anh chị đó thôi. Dạ. Như vậy đó thì chứ đâu phải mà thầy không hiểu đâu. Thầy phải hiểu cái đường nước này đi. Dạ. Cũng như bây giờ đó, các chú đi nè, giả sử các chú quen với thằng cháu này đi. Rồi nếu không có nó dẫn đường á thì sao mấy cưng đi xuống gặp chú ba. Dạ. Mà hồi đó giờ chú ba cũng đâu biết mấy cháu. Thế dạ. Nó dần dần là chỗ đó thôi. Vì chỗ đó là người phương, cái người mà tầm phương tiện đó thì phải biết cái mục đích của nó như thế nào. Đúng là thầy Thích Minh Tệ chỉ nói vậy cho bà con đó. Dạ. Là nói vậy cho bà con ta bớt đi theo ngài mà tao không bớt đó chứ. Hiện nay là con thấy bà con giờ cũng đi theo hàng rồi, đi bên lề rồi. Dạ. Và cái video mới nhất con thấy hồi tối này là thầy Minh Tệ trốn đi vô rừng rồi. Dạ dạ. Là đi vô cái con đường cống trong ruộng á. Dạ dạ. Là trốn hết nguyên cái đoàn kia luôn. Dạ. Đi chậm mà thầy đi trước mà thầy đi thắng thoát luôn. Dạ. Còn những anh em YouTube đi sau. Còn dạ. Còn bà con mến mộ là không có đi theo được. Dạ, tại vì đi có được khó. Dạ dạ. Vì thế cho nên á mình cũng cầu mong như vậy thôi. Dạ. Để vì Đức thầy nó nói rõ ràng nè, mà thầy được giác ngộ như thế đó thì cũng thầy đã nghe lời được Phật. Dạ. Tâm bình tĩnh thì được thì pháp huệ. Mà mình cứ để cho người ta đeo đuổi mình hoài đó ha, coi chừng cái tâm của mình á. Vì vì cái tâm của mình nó nói tu là tu chứ tâm duyên là dễ mã, nó không có cái nào mà nó dừng lại được hết trơn, trời nó không có đứng lại cho mình đâu, phải không? Vì thế mà mình cũng sợ thầy thôi, sợ thầy là sau này thôi, chứ mình bây giờ thì thầy thì ngon lành thì mình cũng quý mến thầy, nhưng mình sợ sau thời gian chưa được hoàn thành ý nguyện rồi nó có những gì trên Việt Nam này, con biết là các sư mình đã biết bao nhiêu người phải thấu chuyển vào chữ tu. Nói gì bên Hòa Hảo mình thôi là cũng vậy thôi. Giả thư hồi mới hồi nhỏ nó tu cho tới chết tôi mới thôi. Nhưng mà tới chừng có danh rồi đó thì đâu có sợ cái chết nữa. Rồi có lợi rồi đó, trong bản thân mình đâu có thể có chết. Mà nói tới cái chỗ mà ngày xưa mới phát tâm tu như chú ba thôi á, thì mấy anh em đó cũng nói tu không lập gia đình đó, xuất gia như Phật. Mà tới chừng nửa chừng rồi đi ra cưới vợ rồi thì đâu có nghĩ rằng cái nghiệp của mình đến. Mà còn nói dốc với những đồng đạo ở lân cận mình á, bị gì nghiệp tôi còn nặng quá cho nên tu không có đến giải thoát. Là mình phải quên lời Phật dạy không? Mà quên lời hứa của mình với Phật hay sao? Thành ra chú ba rất lấy làm trân trọng chỗ này thôi. Là mình sợ những người đồng bà giàu không đồng môn với mình cũng là đồng cái tôn một tôn giáo. Vì vì Đức Thầy đã nói rồi, thầy là một người trong tôn giáo của Đức Phật, mà ngài truyền đạt đây là lấy giáo lý của Đức Phật để mà truyền bá cho đồng đạo nhân sinh trong thời gian này để về tu. Thì chính mình cũng là Phật giáo. Vì tiếng hai chữ Phật giáo là đứng đầu cho cái một tông phái. Còn mình đây là Phật giáo Hòa Hảo, là cái sự là sinh sao trong thời gian mà chịu Đức Thầy thọ lĩnh Đức Phật mà thôi. Mình thương phải có cái tình thông cảm và chia sẻ và thương yêu với nhau. Cho nên chú nó nói trên clip ở đâu đó đàng hoàng. Bây giờ đó chú có nói cái chuyện này nữa nè, để cho cô bác anh chị mình phải suy gẫm lại nè, để mà gắn lo tu nè. Tôi nói bây giờ sư đi hành khất thực như vậy đó, thì một là cái lý thứ nhất đó, thì trong cái Phật giáo hiện giờ người ta không có khất thực. Bởi vì trong cái khi mà đất nước này đã thấy mà độc lập tự do rồi đó, thì các sư chỉ ở nhà tại tịnh xá để là lo tu tập và có người để quản dưỡng và nuôi dưỡng cái các sư, thì không có cái sự ta tăng đoàn mà đi khất thực là điều thứ nhất. Rồi sư ra đi vậy đó, mà sư có nhìn thấy lại trong cái quy chế của đạo trong đạo hay không? Nếu mà mình là một người tôn giáo thì cái quy chế trong đạo nó có như thế nào thì mình phải dừng bước lại là điều thứ nhất. Cái thứ hai, mình đi ra đi vậy đó, mình là một công dân của đất nước. Rồi mình đi vậy đó, rồi người ta thương mình đi, rồi mình đi đông vậy đó, rồi cái sự an ninh nè, nó không có cái gì đó thì nó dễ đó. Đối với thầy đi trong mấy năm qua mà an ninh nó là thầm lặng đó, là thầy rất là vui.
là giả sử có xảy ra một tình huống nào xấu, cũng như ở ngoài Mỹ thôi, xấu rồi thì thầy như thế nào đối với mà đất nước này. Mình nghĩ vậy thôi, mình khuyên, cái này là lời khuyên của mình, khuyên đồng đạo nha, mà cô bác chứ không phải là mình khuyên ông sư. Bởi vì ông đi thì ông đi, chứ mình có mắc là ông không có phạm cái nội quy nào của Phật hết chứ ông, hay là không phạm quy đối với mình tu ông cũng tu, mà mình chỉ nói cái dựng cái bằng chứng lên đó. Nói hiện giờ thì nhà nước người ta sợ là nhất là sợ cái vấn đề là tín ngưỡng tự do và không tự do tín ngưỡng, và người ta sợ nhất là cái thời gian, thấy không, có sự biến cố, không có là đem lại cái mà an sinh xã hội nè, rồi lại là mất đi trật tự trong cái này là thời gian mà tăng cho trong cô bác đã đi theo ông. Nó chứ mình đâu có nói gì mà con mình cũng bị ta gầy nữa, phải không? Nhưng mà ta gầy đó là không sao, ta gầy đó là ta gầy để cho mình được vui, để mà lo tu thôi. Cho nên ở đây đó chú Ba nói với các con là từ cái ngày mà lên clip tới giờ đó, chú Ba không có khi nào chú Ba tưng bốc thầy Minh Tuệ, và không khi nào nói xấu thầy Minh Tuệ hết, mà chỉ nói rằng con đường mình là đứng chính giữa mình để khuyên cô bác mà thôi. Còn chuyện cô bác là làm không chịu và dừng chân đó thì cô bác chịu. Thì bây giờ giả sử ra Đức Phật nói là không có, sao thấy không, Đức Phật nói như thế này nè, dừng chân thì nghiệp chẳng theo, thấy không, dừng chân thì nghiệp chẳng đeo bên mình biết đâu ngày mai đó, con người mình ngày không đưa hứa được ngày mai, mà mình để mất đi một hộp giống từ bi của Đức Phật đó, thì nó đem lại cái sự không vui cho những người trong tăng đoàn, hoặc là mình là cũng là trong tín đồ Phật giáo. Như trước chú Ba không có phải cho chú Ba không thương thầy đâu, giả sử thầy đi đi mà dầm mưa giải nắng đi, phải không, rồi ngày đi chân không đi, tôi nói thật sự, tôi nói nè, tôi không phải, tôi nói tôi giấu tôi nha, hiện giờ nè 50 năm này, 30 năm sau này đi dép không rồi đó ha. Hồi xưa tôi đất tôi cũng đi chân không đâu đó, đi lấy củi thì lấy thuốc trên núi ha, tôi vẫn đi chân không đâu. Bây giờ chừng 30 năm trở đây, hiện giờ nè mấy chú tôi bước ra mà không có dép là tôi đi không nổi. Nó thật sự nó thốt cái giò. Nó mình nói đâu vậy ba? Cũng xin thưa cho ba ha. Có cái điều con thấy á, thầy Thích Minh Tuệ á là đi đi bộ hành, có nghĩa là đi hành khất đó. Là cách đây á là cũng đã 5 năm đã đi rồi. Trước đây thầy đi một mình là không có không ai theo hết. Ai theo đó á. Nhưng mà bây giờ á ngược lại là có thấy một số anh em YouTube thì cũng như là có em Tiến nè, đã từng đi theo thầy 4 ngày đó, là thấy bây giờ là có nguyên một cái nhóm người đó là xưng là hộ pháp của thầy, đi là bảo vệ thầy. Như vậy con thấy cũng có nhiều cái làm trở ngại cái con đường. Dạ đúng rồi đó. Bởi vì cái người ta tu đó, người ta đâu cần người nào ủng hộ, ủng hộ cho mình đâu. Phải chỉ đi làm việc thì sợ người ta quánh đập phải không? Gì đó dân dân đi. Còn này mình đi tu mà ngày đi tu ngày không cần, nhưng mà những người này quá xả thương thầy, thương thầy Minh Tuệ đi, chứ mình đừng nói cái thầy hậu thầy đừng nói con, nhưng cái duyên, cái duyên nữa, đây là cũng là một cái duyên mà hối thúc cho cô bác phải ra đây ra như vậy, nó cũng là một cái duyên. Nhưng mà một số người này là giống như là bảo kê vậy đó. Không được, bảo kê là sai. Ông ba có để ý không? Hiện giờ hiện nay là có một số người là ông ba có nghĩ khi mà thầy Minh Tuệ sau này bị hại không? Tôi thì tôi không nghĩ vậy, mà tôi có đi theo bảo vệ, tôi có hại cái nào, tôi có nói với mấy anh em trong đạo mình thôi. Tôi nói bây giờ á nước Mỹ nó tăng tiến dữ lắm. Giả sử nó bằng đầu tiên đó, mấy người bên Mỹ đó là cũng người tu thôi. Người ta mới dùng cái chiêu nào đó để mà cho thầy dạ non lòng để thầy làm. Rồi thời gian đó họ bảo kê ngài như thế nào đó, rồi sợ cái danh phận của ngài sau này bị nó có cái gì đó, rồi cái nó mất đi cái phẩm cách của người tu. Cho con nhắc lại ba cái này nha. Thì cái clip của sư Minh Tuệ á thì có một clip 2 năm gì trước. Thì có một anh YouTube quay. Thì mới là kêu anh YouTube đi tìm sư Minh Tuệ để mà mua miếng đất.
cắt một cái am nhỏ nhỏ đó để cho thầy Minh Tuệ là ở đó để mà tu tập. Nhưng mà thầy Minh Tuệ không nhận. Dạ đúng rồi. Tại vì thầy Minh Tuệ nói là tu theo cái hạnh Đầu Đà này không có ở nơi một chỗ. Là dù cho đi tới nhà người đó có mời hay là cái chùa gì đó mời cũng không ở. Hoặc là ở ngoài nghĩa địa. Ở ngoài bụi lùm bụi cây gì đó. Cái hạnh của người ta mà, cái hạnh của ngài. Chứ không có vô chùa hay là ở trong nhà được. Đó. Thì anh đó năn nỉ kêu thầy nhận, thầy không nhận. Dạ, cái đó cũng là tốt đó. Thì buổi đầu tiên thì ngày tốt rồi đó. Thì như cái clip này con nói là 2 năm về trước. Dạ, nó đã tốt rồi. Nhưng mà bây giờ thì con nói lại cái chỗ này thì mình sợ thầy sau này thôi. Bởi vì cái việc tu tập á, thì Đức Phật ngày xưa cũng đâu đâu. Thì Đức Phật đâu có kêu A Nan hay là kêu Ca Diếp gì đó đi là thân cận ngài đâu. Khi mà tăng đoàn của ngài đã vượt trội lên đông người rồi đó thì ngài chia cách ra hết trơn của ngài, ngài đi ơn ngài, còn tất cả những cái tăng đoàn khác đi đâu đây từ duyên để mà quá độ, để mà gây cái phước điền cho người tu. Đó thì mình cũng nói thẳng hơn đó, cái người mà khất sĩ đó họ không phải là họ tu, họ đi để họ là quảng bá cái công hạnh của ngài, của người. Mà người khất sĩ đi như hồi xưa đó ha, là họ nghe lời Phật dạy là đi để mà dùng phương tiện tu phước điền đó để mà gieo duyên cùng tất cả mọi người trong các giới, để mà thọ thực đó, để mà gieo cái ruộng phước điền. Cho nên hồi xưa cái y bác đó ha, thì các con gặp y bác của Phật ngày xưa đó mà sau này đã bỏ đó, bằng mà bây giờ mặc nguyên một miếng vải vàng đó ha. Chứ hồi xưa không có, hồi xưa là cái, trong đó là hình chủ nhật là nhiều nhất là phước điền. Miếng vải xanh, vải vàng, vải đỏ gì đó, nó có một cái cỡ của nó hết rồi cái đó. Cho nên cái y của Phật bạn hay của tăng đoàn ngày xưa bạn là phước điền, chứ không phải là mình đi gieo cái phước điền cho toàn thể nhân sinh, những người ở nhà họ chưa hiểu được cái đạo, để sau này họ biết cái đạo để họ lo tu. Đó là cái sự tốt mà thầy Minh Tuệ hôm nay làm đó. Thì nhiều khi cái ẩn ý của ngài, ngài muốn dùng như Phật ngày xưa rồi sao. Cho nên ở đây á, mà thầy nói thì là thầy nói, nhưng mà anh em nói là cái anh em người ta nói. Nhưng mà theo chú Ba nghĩ là thầy ngài đã có một cái hướng đi của ngài, chứ không phải là ngài không có một hướng đi. Mà mình hiện giờ mình dội một đó, chú Ba cũng khuyên đấy. Một là chúng ta không nói xấu về ngài là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta không tưng bốc ngài. Cũng như bên Phật giáo Hòa Hảo nè, không biết các con có thấy hai clip đó chú Ba đau lòng. Người Hòa Hảo, râu, tóc, bới tóc như chú Ba, búi tóc như chú Ba mà khóc than, rồi khuya rồi thần trách những người mà lên clip đó, trong tôn giáo Hòa Hảo nè, lên clip là không đồng thuận đó, là không sao là không được. Cái gì miễn thế gian ta muốn nói gì ta nói. Mình làm mà còn mình á, như chú Ba gì chú Ba lên mà chú Ba khóc rồi chú Ba kể lễ này kia rồi, chú Ba có đúng là người tu không? Cái này mình không có cái chỗ đó, mình thương thầy thì mình cũng không nên trách thà, mình không nên sỉ nhục mấy cái ông kia. Còn này hai ông cụ này nó khác hơn, lên rồi mở cái clip lên đó, khóc hu rồi nói trách ông trời, ông Phật á, nói trời Phật sao không thương ông sư Minh Tuệ để cho người ta trách móc này kia nọ, thầy là người đó, người xưa trở lại, nó rồi đọc câu giảng thầy nói người xưa trở gót mấy lần ai hai là cái đó con phải bôi nhọ giáo lý của Đức Thầy mình không? Mình là Hòa Hảo, mình không có nói con nói này. Người xưa như thế nào mới được? Thế nào cho nơi đây chú Ba khuyên, chú Ba nói cô bác anh chị ơi, mình đã tu rồi, ăn chay cực lắm. Tôi nói thật sự, tôi nói mình ăn chay cực lắm cô bác ơi. Rồi mình nhìn cho người ta hết trơn rồi phải không? Mà bây giờ mình thốt lên một lời nói không đúng trong giáo lý rồi, A Di Đà Phật coi chừng mình mất đi cái hạnh đức của chính mình. Đó là lời chú Ba khuyên người Hòa Hảo, chứ không dám khuyên cô bác ở này nữa. Mình khuyên cô bác này là khuyên ở nhà phụng sự cha mẹ. Đây là lời chú Ba nói chân thật. Khuyên cô bác anh chị mình nên nuôi cha mẹ là nhiều hơn. Còn việc mà muốn thăm thầy thì 5-10 ngày, 5-3 tháng gì đó, mình tìm phương tiện đến thăm thầy cũng không có trễ. Mà để cho thầy yên tâm. Để thầy yên tâm như thế nào? Để thầy có một cái sức sống cũng như Phật thôi. Con thấy không, Đức Phật ngày xưa đó, nếu ngài không tịnh tạ 6 năm á, nha, để cho người ta quấy nhiễu ngài đó thì ngài chưa hẳn là thành Phật ở thế gian.
cách đây hơn 2516 năm, 17 năm. Ngài phải âm thầm lặng lẽ ngồi một mình để mà tư duy những gì mình muốn làm được, những gì mình không làm được, rồi sao cái gì làm được đó mình để thâu vô, những gì mình không được thì mình bỏ ra. Như chú Ba bây giờ thôi, giả sử chú Ba không nói, chú Ba là người tốt nha con, chú Ba vẫn âm thầm nha, nó thật cho các con đó nha, các con cũng đừng có cười vô này chú Ba. Tất cả những vị nào mà hơn thầy thì chú mới được nghe, được kiến diện, thấy không? Còn những người nào mà chưa được như thầy đó thì A Di Đà Phật đừng có mong chú Ba đến đó để kiến diện ở đâu. Đó là điều thứ nhất mà mình phải giữ cái quy giới của mình. Bởi vì còn điều thứ hai đó, mình không nên nghe người ta xúi mình vào cái thời cuộc nào đó để mình làm. Điều thứ ba đó là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không tiên đoán thiên cơ thời cuộc năm tháng và ngày giờ. Như chú Ba xin nói với các con cái clip này nữa, chứ thầy nó nói rõ ràng rồi, mà mình nói gì là mình sai không? Thầy nó chừng nào ngang núi cấm quá lầu ngang, thì là dân sự đâu đâu mới thái bình, mà chừng nào núi cấm đó có lầu rồi mới là ngày kết thúc cho cái buổi hạ quân. Rồi bây giờ mình cứ nói cô bác ơi năm thịnh tới rồi nè, ngày này tháng này thì kia đó, đó là mình sai với cái chuyện mà mình xúi người ta. Rồi những người mới phước dạ lên bảy đó là mới biết tu đấy, là ta không có tu nó cũng khổ lắm. Cho nên ở đây đó chú Ba không có bạn đâu, nói thiệt mấy con là tại vì mấy con không biết nghe chú Ba gì đó, chú các con đến thăm chú Ba vui, chú Ba là một, chú Ba không đồng thuận nhất là bàn thiên cơ thời cuộc. Tại chú Ba không có bạn đó. Đúng rồi, cái đó là không có nên bàn. Chú Ba chỉ có bạn tu. Bạn nào mà tu mà chú Ba thích là thích cái chữ thầm lặng. Nhưng cũng như nãy các con xuống đó thì chú Ba không có hay đâu. Khi mà thì nghe cái con chó trong này nó sủa nè, nó sủa ra vậy đó, là con nó kêu chú đó, nó có khách. Thành ra chú Ba mới cũng tới hơn một tiếng, đúng giờ luôn, đúng một tiếng đó đó. Là chú Ba mới ra đó, thì chú Ba gặp chú Ba đâu có dám ra đó nè. Không biết ta khách này ở đâu đi thăm ai, rồi vô đây gửi xe làm sao, ngồi đó chơi nha. Rồi gặp cái chiếc xe này nè, cũng nhỏ nè, cũng chưa biết ai, nó vô mới hỏi thằng cháu thôi. Ủa còn xe chú nào mà đậu qua đó? Rồi cái ảnh không ai lon ton vô, anh hỏi chú Ba, anh ấy kiếm ông mà ông cứ trốn hoài. Tôi nói đâu có trốn đâu, tại vì tôi đi xưa sừng đằng sau chút à. Đó, vậy đó mình phải thông cảm và mình luôn luôn là nghe lời thầy dạy đi. Mình nói người ta sai là không được đâu. Luôn luôn tha thứ khoan dung cũng không nên mà để nói những lời thô tục với những người khác. Mà mình phải làm sao để gắn bó lại cái chữ nhẫn đó, là để đem lại cái sự hài hòa cho nhau. Rồi mình cùng tha thứ, biết đâu ngày nay mình như vậy rồi ngày mai mình thua ông sư Minh Tệ sao? Nó thật sự cái hành đạo nè, mình đã thua rồi, bây giờ ai mình đi mình có đi chân không được hay không, mình nói cái chuyện đó thôi. Còn cái chuyện mà tưng bốc thì chú Ba không tưng bốc, mà chú Ba nói ra đúng cái lẽ đúng phải thôi, đúng để mà cho cô bác mình tu. Nói rồi chú Ba khuyên cô bác, chứ không phải chú Ba nói sao mấy ông làm gì đâu bị bù mê thuốc lú này kia, cái đó là cái chuyện đó sai của mình, thấy không? Mà mình phải nói rằng cái duyên của ông thơ sư này mà thôi. Giả sử bây giờ là trong tăng đà, trong cái tất cả những cái phương tiện chùa đi, mình nói rõ ràng đi ha. Những hồi xưa, hồi giải phóng đến giờ đi, đất nước năm nay là 50 mấy năm, nếu mà không nhờ cái sự dòm ngó của cô bác anh chị bên nước ngoài và cô bác ở đời địa phương đó mà giúp cho cơ sở chùa chiền thì không có phát triển như bây giờ. Không, mình nói đây là đó, thì không lẽ mấy người này ta đi tiền như người ta làm bùa hay vậy. Mình nói những cái chuyện đó mình quan đường nên sai, mà đây là cơ duyên thôi, cơ duyên của thầy. Thì thầy được cái cơ duyên nào đó thì mình cầu phúc cho ngài được cái cơ duyên đó. Còn cái sự mà cô bác mà gần gộ thì mình chỉ khuyên mà thôi. Ở đây thì chú Ba nói thật chữ ra, dầu clip nào mà các con đến mà các con biểu chú Ba nói ông này kia thì chú Ba không dám nói. Tưng bốc thì chú Ba không dám tưng bốc luôn, không nói ông này hay hơn thì kia không có nói, mà chú Ba là chỉ nói tầm thường bằng sự làm của ông. Nếu mà ngày nay tăng đàn ta không có cái đó mà ông có đi vậy thì không có nhận thức được rõ ràng trong cái tăng đàn hay không là điều thứ nhất. Thứ hai, mình đi ra đường đó để mất đi trật tự an ninh đối với đất nước mình có lỗi hay không thôi. Còn tất cả những ông sư này ông đi mình ổng đâu có lỗi, mà chính là những người dân người ta có lỗi với đất nước mà thôi. Đó, chú xin mà xác nhận rõ ràng, chứ mình đừng có hoang mang quá, mình là dùng cái lời thô đó
nói ông sư này nè, ổng đi rồi ta kéo nhau gì là ổng có tội, là ổng là cái đó chuyện sai. Mà người đi có tội bởi vì người đó không nhận thức được cái trách nhiệm công dân của đất nước, chứ không phải ông sư này. Người ta đi tu là tới thầm lặng mà. Đúng rồi. Dạ, người ta thầm lặng đó tới tu. Chứ ta đâu có biết ông A, ông B tôi đi đi theo tôi chứ, thấy không? Chừng nào ta kêu vậy đó thì vậy. Dạ, con xin nói với ông Ba như vậy ha. Thì ông sư Minh Tệ á, thì ông có ngủ phiên nói bà con thôi trở về nhà đi, đừng có đi theo tại vì còn công an gì đó. Dạ đúng rồi đó, dạ đó. Thì nói chung là thầy cũng có rất là khuyên Phật tử không nên đi theo thầy. Mà mình nói đúng hơn á thì mình sợ là sợ cô bác những người mới phát tâm đó, người ta làm tưởng thôi. Con còn sự mà thầy mà sư thầy Minh Tuệ mà ông đi ở đó, người dân người miền Bắc đó, tại vì cô bác miền Bắc ta khao khát. Nó thật nha, ta ở vùng sâu không giống bao nhiêu mình ở đây đâu. Ở thì ở mé là như mình vậy đó, thì còn chùa chiền này kia cái nọ, còn ở xa rồi thì nói thật sự là miền Bắc là ít. Miền Bắc mà ở trên vùng cao là không có chùa như dưới mình. Mà ta chỉ có những cái chùa ở dưới mà thôi à, dưới cái thành phố này kia gì đó. Như nội cái ở Quế thì phải không? Thì cái chùa trên dòm dòm trong Quế không, nó chứ đâu có lên trên xa trong đồng đâu. Còn mình ở đây là mình rất lấy làm là mừng có cái là được cô bác nè, nó phải nói như mình hôm nay mà đất nước giải phóng rồi đó, cái mình được cái cơ sở của ban đại sự gì là cũng quý cho địa phương mình. Như gầm 30 đồng ta đến với mình với nhau với vui đó, thì thành ra cái chuyện này chuyện mình không nên trách sư mà mình thầm kính để mà chúc phúc cho tư bằng cái tư tưởng tâm linh của mình thôi. Cho nên ở đây đó chú Ba xin xác nhận với mấy con để mình kết thúc đó là Đức Thầy nói là duyên lành mới rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Biết đâu duyên của những người từ Hà Tĩnh, từ quê ngài đó, mà vô tới Thanh Hóa có cái duyên với ngài. Cho nên người ta mới cùng nhau chia sẻ và cùng nhau để bu theo ngài để mà học đạo. Thì cái chuyện đó mình không nên trách ngài. Mà mình chỉ trách là cô bác mình đã sâu dội vàng để cho mất đi cái an ninh và trật tự mà thôi. Phải không? Còn cái chuyện mà thầy làm thì không có duyên thì không làm được đâu. Chú Ba cũng xin để nói cho các con thấy rõ ràng đây là các con thấy cơ sở không? 7 lần nè, 25 năm rồi, 7 lần mới được như thế này. Thì các con thấy đâu phải là một chuyện tầm thường. Khi mà người tu ở tạ, người như chú Ba đây không nhẫn nhục và không làm phước thiện nhiều, thì bây giờ cơ sở chú Ba các con thấy đâu có được chỗ tôn nghiêm để mình thờ mình kính thầy trong những ngày đại lễ. Thấy không? Trời, đây là cái duyên. Tôi nói là tất cả những gì trên thế gian này cũng gọi là duyên phúc. Nếu không có duyên phúc thì ta không có đến với mình. Còn cái việc mà mình nói đó là nói bằng cái trung tâm đứng giữa tư tưởng. Mình không xuyên tạc thầy là một điều thứ nhất. Mình không tưng bốc là thầy thứ hai. Đó vì cái chỗ này Đức Thầy không cho. Đừng a vua. Chỗ này là chỗ nhất thứ nè. Đừng a vua bỡ đỡ nên tà. Khó trộm cướp cũng là nhờ xấu. Giả sư thầy làm được, thầy được người ta khen đấy ha, là mình kính phục sư thầy. Rồi còn mình là người tu rồi mà mình chê thầy đó ha, tức là mình đã chê lại bản thân của chính mình. Mình thầy có nói rồi, thầy nói là làm điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hai đạo đức, ta phải suy xét minh lý rồi sẽ phán đáng việc đó. Rồi thầy còn nói nữa, chuyện người chớ cá móc ngoi, hãy treo gương thiện. Bây giờ mình móc ông này làm gì mà có lợi cho mình không, mình móc thì ở đây thầy không cho. Mà phải treo gương thiện, coi ngài có làm cái hạnh gì để cho dân sinh bớt khổ đau hay là không thôi. Nếu bây giờ thằng ngài chưa làm được, biết đâu ngày mai làm được rồi mình phải tán phục ta không. Vì chỗ đó là chú Ba rất lấy làm là công tâm lắm. Là nói câu của con ở đây, hoặc là con mở các cái clip vừa qua rồi, là con thấy chú Ba không khi nào. Mà chú Ba chỉ khuyên cô bác anh chị mình, và khuyên nhất là những người tu, không nên dùng những lời mà phỉ bán và sỉ nhục người ta. Tại vì ông cũng tu mà ông sỉ nhục tu là ông sai rồi. Bây giờ cô bác anh chị nào mà sỉ nhục chú Ba là mấy ông đó sai, chứ chú Ba đâu có sai. Chú Ba đâu có sợ cho đó, chú Ba còn mừng luôn. Ganh tị. Cái đó là cái ta, cái ta của người tu. Mình chưa bỏ được ta thì các con thấy rằng
nếu chưa bỏ được cái ta thì làm sao mà con sau này con thành đạo trong cái ngày mai. Cho con hỏi ông ba như thế này nè. Dạ. Bây giờ một người như mình, thường thường mình đi trên đường tối, đường vắng. Dạ. Thì mình phải niệm Phật. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Mình Phật cho ma tà đừng tới. Dạ. Còn ông sư Thích Minh Tuệ này không bao giờ niệm Phật. Dạ. Là khi mà ông bây giờ hỏi ông ba đi, ví dụ ông ba đi đi đường tối là sợ phải niệm Phật. Còn ông sư là ông vô nghĩa địa, tại nghĩa địa nghĩa trang. Dạ. Theo như ông ba, bây giờ ông ba bắt ông ba là ngủ một đêm. Cho ông ba nhân cái bụng, ông ba dám ngủ không? Dạ. Dạ. Không, cái này là chú ba thì chú ba không có ngủ như ông sư Minh Tuệ phải không? Dạ. Nhưng chú ba vẫn sống trong nghĩa trang của bà Hảo ngày xưa. Dạ. Vì vậy chứ người ta như nghĩa trang người ta cắt trong khu nghĩa trang sau này đi. Dạ. Người ta cắt cái mà nghĩa trang để thợ ở đây rồi mình ngủ ở đâu? Thành ra chú ba có ngủ ở tại đó, nhưng mà trong cái thầy ngủ này nó có sự màu nhiệm. Khi chú ba đến, chú ba tu ở tại nghĩa trang cái dồn đó, mình thắng trả tại cho hỏi nha. Yeah. Mình nói luôn đó, là nó có sự màu nhiệm rất rõ ràng. Trong cái thời gian mới đầu tiên đó, là chú ba khoảng vô đó khoảng chừng 3 tháng thì chú ba mới thấy được một cái điềm với bao đó, là người ta dẫn chú ba đi núi. Nha, mà cái núi thật cao luôn, mà trên núi toàn là hoa thơm không. Rồi chú ba mới đi đã rồi, ta dắt đó, ta nó cũng đi lâu quá đó, người ta dắt chú ba về, thì chú ba cũng cái thần thức mình đó cũng đi về. Nhưng mà đến 12 giờ khuya đó là đồng hồ gõ chua gõ lên để cho chú ba đi hành hương. Thì trong thời gian đó chú ba mới kêu ông Từ liền, nói ông Sáu ơi, nãy giờ ông có vô lấy dầu thơm ở đâu, ông xịt mùng con không? Ông nói tao ngủ mày kêu tao giật mình chứ tôi có thức đâu mà nói tôi có chơi mà tôi đó giờ có xài dầu thơm đâu mà hỏi. Tôi nói thật thì thôi vô đây là cái sự thật sự là ông vô đây coi nè, cái phòng của tôi thơm như thế này nè đó. Thì ông Sáu vô trong phòng ở trên cái trang đấy của tôi đang ngủ đó, là thơm bát ngát luôn. Cho con hỏi cái điều này, khi mà ông Sáu vô nghĩa trang ngủ, ông Sáu có lo sợ một điều gì? Anh hả? Chú hả? Dạ. Chú không có sợ. Chú không sợ chứ, mà chú quét, chú là cái nghĩa trang là mấy ngàn liệt sĩ mà. Dạ. Mà cái nó thảo ông thênh thang mấy cả chục công đất luôn. Dạ. Rồi chú ba vẫn là vô sống trong đó, mình tu đã tu rồi đâu có sợ gì đâu. Dạ. Nhưng mà nó có màu nhiệm ba lần như vậy thôi. Nó có những cái chữ mà mình thấy mình phải tu á. Cho nên hôm nay nó là các con, cái người tu người ta không có sợ ma. Nó thật sự luôn. Cái người tu ta không có sợ ma, bởi vì cái tư tưởng nha và chuyên tu tập của họ đó, họ không có sợ cái đó. Đối với chú là chú không sợ luôn đó, tại vì mình đã là người tu rồi mà còn sợ người ta để làm cái gì? Miếng sợ người ta thì con đâu có tu đó. Cho nên con nói thầy Minh Tuệ đó, Thích Minh Tuệ ngày đi vô trong nghĩa trang ở đó là ngày không có sợ đâu. Vì mình tự nhiên, mình và người âm đồng với nhau. Yeah. Cho nên ở đây đó, mình nói lời của con nói là sẵn nói câu giảng luôn nè. Yeah. Thì nói cỏ cùng cây, chứ không phải nói là người mình không đâu. Yeah. Cỏ cùng cây, điểu thú chim muông, nhân giới vật quần lai bổn tánh. Yeah. Thấy không? Sao mới biết ai là Phật Thánh, ai thạo hiền, ai lỗi đạo nhà. Thì người tu người ta đâu còn cái ta sợ, sợt. Miếng sợ sợt cho ai tu làm gì? Yeah. Sợ sợt là sợ chết. Yeah. Sợ chết là sợ mình không làm được. Sợ mình làm sau này mình phát tâm tu rồi mình nguyện giái, như nhiều người nói hớ chỗ này. Tôi không dám giái, tôi không dám nói dài chắc chắn chứ. Tôi chỉ nói tu từ từ không mà không được. Cái gì con phải nhất quyết. Ngày xưa Thái tử Siddhartha không nhất quyết ra khỏi thành thì Thái tử không ra khỏi thành. Còn bây giờ mấy con nè, đây là nói mấy con thôi sơ thôi. Nếu thằng gì nó đi giá dắt mấy con xuống đây đó. Chiến hả? Nếu thằng Chiến đấy, mấy cha anh ơi, tôi có chú ba ổng nói chuyện nghe cũng nghiêm lắm, thôi giờ mấy anh đi với tôi. Mấy chú nói thôi ơi, tôi không đi đó, tôi không biết ổng, tôi không đi. Thì mình có cái nghi rồi. Đó, xong nó cho người tu á mà con nghi cũng nghi nữa là không được. Cho nên các con nghe cháu Chiến nó nói, các con đồng hành xuống dưới đây. Mà đi trong cái thời gian đi các con đâu có nghi ngờ chú ba. Yeah. Xuống đây rồi cái mày cái bé dắt tao xuống đây rồi cái ông không cho chịu tiếp tao thì sao nữa kia. Yeah. Mình phải có cái nghi nan, mà người tu ở thế gian này nhất là cái nghi nan. Cho nên thầy đã nói đó, mãi nghi nan chưa biết đàng nào thì không được.
nghi người ta, người ta nghi mình nghi người ta, nghi giết người ta chết thôi, cả hai chữ nghi nữa nó không bỏ ra được. Dạ, đúng rồi. À, vì cho nên ở đây đó chú Ba nói với các con là điều thứ nhất là người tu không sợ dư luận, phải sống trên dư luận mới tu. Dạ. Đó là điều thứ nhất nha. Như người tu như chú Ba đi, đã sống trên dư luận, người ta chê, người ta khen thì ta, người ta chê mình cần cảm ơn, người ta khen A Di Đà Phật mình coi chừng mình bị. Yeah. Đó, cho nên ở đây chú Ba nói với con nãy đó, chú Ba sợ ngày mai chú nhà sư thôi, còn hiện giờ thì chú Ba không sợ, bị người ta thương. Yeah. Nhớ, biết đâu thấy không, người thế gian mà thấy không, nó đủ cái mánh khóe để nó làm cho ngài. Mà hơn nữa nghe các con nói gì mà mình sợ nhiều hơn là không nên, thầy Minh Tuệ hiện giờ nó đúng hơn là không nên cho người ta theo ngài. Yeah. Những người mà đăng bà thôi nó bảo kê ngài đó thì A Di Đà Phật nó không nên cho, vì tu rồi tu đâu có ai bảo kê tu đâu, nó thật sự mấy anh đi về đi thì được, mà bảo kê coi chừng trong cái bảo kê đó họ có ngay những cái thầm kín mà sư không hay. Yeah. Rồi sau này thấy thương cho thương mà thôi. Dạ, sư nói chung là sư hoàn toàn là không biết gì hết. Dạ, đúng rồi. Thì những người đó là người ta đặt ra ngoài để người ta làm... Ta đặt miệng đó, ta nói cái miệng đó. Dạ, chứ thật ra là sư không có... Dạ, thư đâu ta cần cái đó. Không cần. Bây giờ sư cần, sư đi làm gì cho cực khổ. Dạ. Sư đã nhiều lần trốn những cái người đó, trốn nguyên cả cái đoàn người luôn. Dạ, vậy đó. Sư đi vô trong ruộng. Dạ, cái đó là cái đúng của thư đã làm. Thì mình thôi, mình cũng thông cảm và quan hỷ. Để là cầu nguyện cho sư được cái nhiều cái phúc ân hơn nữa, và cầu nguyện cho cô bác anh chị mình đó nên cố gắng là bớt đi để cho sư được có cái chỗ thanh tịnh để sư hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tu tập, không lỗi đạo với cha mẹ của sư. Đó là lời thỉnh cầu của mình đi, để kêu cô bác anh chị mình quan hệ vô này, hãy vì đạo của người, của ông Thích Minh Tuệ, vì sự sống của ngài, cho nên chúng ta nên dừng chân lại để cho ngài có một cái chỗ suy tư gẫm lại cuộc đời ngài phải làm thế nào như các chư Bồ Tát ngày xưa thì bà đã gọi truyền đến năm nay. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, dạ chúc. Dạ, không có chi đây. Tụi con cũng xin phép dừng cái câu chuyện trao đổi với ông ba. Dạ. Thì một lần nữa con xin phép ông ba là cho tụi con đăng tải đoạn clip này. Dạ. Ha. Dạ. Để cho mọi người biết cái về cái giáo lý nhà Phật. Yeah. Và cũng biết về cái đoạn đường tu của sư Minh Tuệ được sự đóng góp của ông ba. Yeah. Bên cạnh đó thì cũng chúc cho ông ba luôn luôn được mạnh khỏe, được là nhiều người yêu mến. Dạ, không có gì đâu. Dạ, không có gì đâu. Nguyễn thấy được, thấy vui thì cứ vượt lên để đến để